ban đầu thích vô lô à. Bán đồ đi đâu mà không được. Mà đéo có ai luôn này. Cái đẻ con mệt đâu hết rồi. Lâu. Chán vãi. À đây một thằng. Đi đâu đây? Hai thằng, qua bên kia rồi. Hai ba team đấy. Bọn nó sẽ nhảy ngu nhỉ. Có thể là giống amateur. Tôi qua tôi giết nó rồi nè ông ơi. Chưa có sống một mình. Bình tĩnh. Để. Mới có bài lô thôi. Má này. Này bắn solo về thằng kia bóp giái vực quá. Trời ơi. Tôi đây chạy bò tôi gần vào vòng rồi má thằng lồn kia nó ngáng giỏ nó ở sau nó bắn vào tôi 3-4 viên còn tí máu vừa máu được kịp chết luôn. Nó bắn tôi xong 2-3 viên xong nó ngoẻo mẹ luôn. Tức chơi X8 mà ông ơi. Được ghê vậy. Tôi chưa có hồi súng của X8 luôn. Còn nữa. Yeah. Victor. Nếu phải tôi không ơi. Chứ có súng mà. Who's you? Superman. Who's you? Cái gì nó nhảy đâu ra trời. Tôi dùng nó thằng anh Dương Vương này. Hai thằng chạy qua nhà thờ. Chạy hướng nào? Từ hướng nào chạy qua? Nó ép bức tường à. Ê, nó chạy qua bên mình hả? Ờ. Không bắn à? Ờ. Bắt đầu. Còn một thằng nữa, còn một thằng nữa, ngay bức tường luôn. Đang quay hả? Ờ. Nó qua rồi, nó qua tới rồi. Ngay bức tường này nè. Dậu lồn thật. Nó yếu ông ơi. Đèn xuống. Lên nhà. Sao? Cứu rồi đi. Nó nghe bức tường nó chưa đi đâu đâu. Cảm ơn tốt hết nhở. Dòng bán dở thôi. Nó đang qua, nó đang qua. Đây, chú vô đây. Cứu đi, cứu đi, cứu đi. Cứu đây, cứu đây. Cứu đây. Mãi cứu đi. Nó còn xa lắm. Rồi, mình bùng máu đây. Đéo có máu mà bùng. Trong bình nè. Ở dưới. Mà 16 hoặc 4. Đúng rồi. Nó vào nhà cái xanh bên kia rồi. Địt nó vào nhà xanh bên kia lên tầng 3 mẹ rồi.
khả năng lộn chắc một bên rồi. Mấy dưới chân nó một đống súng nữa không lấy ta. Rồi tôi qua. Để qua luôn hả? Nó không đủ ba lô ấy. Đấy, nó dưới. Ủa má. Ủa gì đây? Đang thấy đạn. Ông thấy hả? Nó bắn nó chết trước rồi mà. Đang thấy đạn, đang thấy đạn, đang thấy đạn. Mới là khẩu súng mà, đang thấy đạn. Tôi tưởng ông thấy chứ. Nó bắn nó gục trước luôn mà, nó nhảy xuống mà. Ừ. Không nghe tiếng nó nhảy luôn á, vừa nghe tiếng huỵch phát là mẹ quay ra cửa thấy thấy nó vào bắn nó gục mẹ luôn rồi. Má đang thay đạn. Chứ còn súng rồi đó là đã chết mẹ rồi. Mới tháo xuống với mày được. À bắn ngon người trời. Má nó cũng hết đạn rồi mà. Ừ. Móc rồi bắn không kịp rồi. Má. Má đang thay đạn. Mới móc khẩu súng lên. Chưa kịp thay đạn nữa. Chu. 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 Má điên thôi. Đỡ quên đi. Chứ u trên đây có gì thôi, có nhỏ rồi qua cứu luôn. U dưới chứ quên. Hai nó gần nhau mà. Cái không đéo cái. Ai rồi. Trên đầu hết rồi. Gì ghê vậy? U xuống trước rồi. Cái này đi cho súng. Ok fine. Má đạn không ông ơi. Rồi thấy súng rồi, thấy súng rồi. Còn thằng nó ba bắn tôi, cứu 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 hộ giáp. Nó bên cái ưu đối diện. Xuống rồi. Chắc nhảy xuống dưới kiếm máu quá. Mày sợ nhảy xuống tôi chết hả? À? Ít máu quá. Ê. Hử? Nhảy về chỗ tôi nè. Ừ. Ui giời, mày không chết. Có máu không? Mày đết không? À, cắn nước con đấy đi. Đi, vô nhà, vô nhà, vô nhà.
Ông bắn chết luôn à? Không, bắn chết con thằng ở chỗ tôi là. Ờ thì bắn bắn chết nó luôn rồi đúng không? Ừ. Còn cái thằng đối diện đó, nó đang xuống nó đang lút đồ á. Có đạn 5 hút thôi. Cái súng đạn 5. Chứ không có khẩu súng nữa đâu. Ờ, đen đấy nhỉ. Nhiều quá vậy. Đi đâu ta? Còn bên đét gì nữa không? Máu nè, bên đét nè. Cái bên đét thằng, bên đét thằng, máu coi. Kia nghèo salon nhỉ. Đi. Đi sẽ lấy nhảy được. Đi qua U giữa, qua U giữa thôi. Họ đóng cửa hả? Ờ tôi đóng cửa. Chiều nó mất thời gian chơi. Ừ. Giờ mở cửa mà. Hình như có tiếng, hình như có tiếng. Trời, sông thử, sông thử. Sông thử, sông thử nha. Anh thấy mày bay nữa chứ, con mẹ. Bạn ơi. Đi đi lên 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 lên. Cái lạc cái lạc. Thấy rồi, thấy rồi. Hai thằng, hai thằng. Thấy nó quay, quay. Hey. Còn thằng trên lầu nữa. Ừ, ừ. Còn nó có nhảy xuống không? Có vợ tôi nha, tôi lên. À. Đấy là tôi lên luôn. Nó phải một đứa ở dưới. Thấy không? Đâu. Nó nhảy, nó nhảy. Nó nằm. Nó nằm mà có nhảy dưới. Sống lên. Chạy mẹ luôn. Lâu. Coi kiếm đạn, check check. Tôi nghĩ nhảy qua bên trái lắm. Nhảy qua bên trái mới bắn được mình. Hoặc là vào nhà mẹ. Đi chung với nhau đi. Đi vào. Từ 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 từ. Muốn lấy cái súng của thằng khốn này mới game, không lấy được. Không xuống lấy đi, cô vợ nha. Xuống đất hay xuống đất hay xuống đất hay xuống đất chết một vòng á. Đi xuống này. Hai bạn nhảy xuống này. Nhảy xuống.
Ui giời, thật hình. Ui giời, nó đâu ta? Sợ trong nhà. Ừ, ông con vào tôi em. Đi đâu trốn mẹ luôn rồi, bà sợ thật. Bên nhà kho một team để biết chạy đâu, hay là nó ngồi để canh xe của mình đã, nó canh xe xe bốn chỗ rồi mình đéo rồi. Vào nhà không đi. Chết mệt á. Chưa từng phòng. Ê, nó cho mà. Hay. Má bà viên S12K mới chết ạ. Trời ơi, chó. Nó từ là lên á. Không, tôi không thấy mà. Tôi thấy tôi rút súng ra là quất mà. Nó đang cầm Uzi. Này đã có súng lên gì nhỉ? AK đâu? Ăn M4 nha. Ok. Ông lấy hết phụ kiện nó con mẹ rồi. Tôi lấy, còn có bán mà. Lấy cái cây trống rồi. Ông có M16 không? Không. Ừ, tôi thử cái này. Tôi lấy kiếm M16 cho tôi. Đứng đứng trước mặt mình đã ngắm mình một hồi lâu luôn. Tôi quay qua tôi nhìn nó, tôi là mẹ tôi đây, tôi vừa cầm móc móc súng ra tôi bắn. Đi không, đi không. Còn một bọn nhà kho đấy đâu, bọn container nữa. Container chưa nút sao không? Chạy container đi không? Đi. Vừa chạy phát là bò luôn. Xì nó bắn lục lớp rồi. Chó. Bỏ gần quá xem. Mình thích chiếc đá nhỉ. Đéo gì. Thấp canh, thấp canh, hết rồi. Canh chiếc dầm. Cảm giác bị lút hết rồi sao? Chào nhà kho phát biết ngay à? Đấy, tất cả không còn gì luôn. Thấy kho nó vào một bọn. Kho bên kia, kho bên đa. Không biết bọn nó chạy đâu rồi. Mà trên này hết sạch. Hay là chắc là được hết. Nón 2 này. AK nè. Ngon. Tôi còn để em thôi. Trong đây hình như chưa nút đâu mày. Mũ ba này. Được. Năm này. Nút sẽ thiếu cái khu này. Ủa chưa nút mà. Máu 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 máu. Em cần máu. Em cần máu. Ờ ờ
Ở nước có máu. Đây. Ô, ta mít thở. Đi. Đi. Chưa. Dữ dọng, dữ dọng. Ông ráng nữa. Đằng nào chạy chạy vào vòng. Nghe đây có cái gì không? Trong bên này. Ông còn hết máu rồi. Chạy kịp mà. Kịp vào vòng. Ngoài có xe không? Không. Xe kia lủng bánh rồi. Đừng có chạy ra nữa. Nhìn anh chạy luôn toàn thằng nào bắn nhà phát nhỉ. Ok fine. Chục mét nữa, 15 mét nữa, go, 10 go, mét nữa, go. Được rồi. Ông gục tôi cho anh riêng luôn. cái tội thêm lút. Sao có bình máu bự chưa? Có à, đúng một bình em bơm mẹ luôn này. Mà ba lô đéo có gì ngoài đạn. Đấy, tôi dòng hai. Lên cầu luôn. Có xe, có thuyền chạy qua khu này nút không ấy? Máu. Thế bà hay kìa thính nhỉ. Ghi chạy sợ lắm. Này này. Bình máu này. Cho ông bình này. Có hai bình chiều ông bình đó. Tốt ghê không? Mặt lạnh. Ờ có hai chiếc thì chạy được. Có hai chiếc rồi. Ờ. Một chiếc là bắn thằng đằng sau sắp mặt đấy. Đợi tôi tí nhà đi chung nha. Ba cái cô này nhá. Quay được kia này. Good. Kiện đúng không? Full. Đâu lấy phụ kiện cho tôi đi. Không có đủ, hết chỗ rồi. Một máu một nữa đây. Có lấy tamit không? Có tamit rồi, đi.
đâm xe cái xe tôi hư rồi. Ê, ông từ từ. Tôi không bắn rồi. Vậy xoài lên đi ông. Tự nhiên qua đây cái full đồ không? Lợn ngu quá. Hình như hai nó chuẩn bị đi rồi đấy. Ừ. Nhìn nhìn con đẹp trai không? Ừ, hai đẹp trai. Chụp hình. Không có tay cầm nào dư không? Tay cầm không mà mình. À đấy vội quá quên nhặt vậy ha. Qua nhà đây có thể có tay cầm không? Này có tay cầm này. Cho mày. Hên đấy. Rồi. Cái lồn hên. Đi. Ê. Ê. Coi thử. Dùng bao giờ. Đi bò đi bò đi bò. Tự nhiên có hai đứa ship đồ. Đứa phát đập chết mẹ luôn rồi. Ngáo. Thằng đâm đứa mới vừa chứ. Đưa ra một thằng ở ôm đâm kia chứ. Tôi đụng được hai thằng. Ông không chết thằng kia, tôi bắn, tôi quay lại tôi bắn nó không chết à. Ừ. Mày nó đứng ngu, nó đứng ép sát thành cầu à. Ê, đứng trước mặt rồi. À đùa, ghê vậy. Đùa má, đùa má, chạy đảo đi ông ơi. Má, chạy thằng headshot đấy. Sợ lắm nha. Rồi, chuẩn bị nha. Ông cover, ông cover. Đu. Nó nhận à? Có M249 nè, không bắn không? Đổi M249 nè. Tôi đi nằm đây. Trăm viên là nằm bịt mẹ của mày, thầy xe nào chạy qua đâu. Mày bắn mẹ mày luôn này. Đồn. Có thính, thính một thằng nào lợn. Nó đủ, ai rồi. À, tạo nhiều gom phết. Nhiều gom cuốn tài là bỏ không? Ừ. Ly nha. Ừ. Nhà xí trước mặt mình 130 như 330 như có người sao? Cảm giác. Tôi đang coi sau lưng. Ngon. Nhưng mà dây chuyển ngoài đồng nè. Khu nhà này có người lắm á. Nhưng mà giờ thì mình ở đây mình chỉ gạt giò nó thôi. Hoặc mình chạy nó gạt giò mình thôi chứ. Hồi nãy phía bên phải có tiếng súng mà. Nhưng giờ phải chạy bên cái đồi kia là đẹp. Giờ sao ta? Chắc chị dưới rồi được. Chắc qua phải rồi, bắt buộc à. Phải. Qua phải xe lắm ông ơi. Mấy mày bay đâu ra? À, bên phải mày bị clear.
bên phải người có đi hơn. Đi 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 vui à, không quên quên nãy giờ tôi lại lộn phương hướng rồi. Cái nhà xí trước mặt cũng đi quá mày. Kệ nó. Ông chạy lên trước ơi, ông nấp đi, ông chạy lên cái cục đá trước ơi. Ông chạy cục đá trắng mà, ông chạy đâu vậy? Chạy đi. Rồi. Chạy chạy nè. Xe kìa. Đừng đừng bắn, đừng bắn rồi. Nguyễn hết lên đồi rồi, chết mẹ rồi. Đi, qua toilet, qua toilet, qua toilet. Tôi mới nói dừng rồi. Kéo, kéo, kéo xong rồi. Trên trên rồi. Chạy đảo ông ơi. Cái này nó bắn nhau trên đấy hả? Buông không vào bắt buộc phải vào. Chết. Có thằng chạy theo mình kìa, chạy giống mình kìa. Có thằng chạy giống mình đang chạy lên kìa. Xe tới. Từ 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 kiếm 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 cho nằm, đừng đừng có nằm. Cái đồi nó thấy á, nó chạy đầu. Chạy sát đồi, chạy sát trên đồi, chạy sát trên đồi mới được. Ráng chút đi, ráng chút đi. Chạy tới chỗ tôi nè. Rồi, chỗ tôi clear nè. Nó thấy không, nó thấy không, thấy không. Để tôi cover luôn. Rồi chạy chạy chạy. Rồi đi ông ơi, vô rồi, vô rồi. Ờ, đánh cách phải lên. Không có vào được. Được bắn. Không bắn này ta, gần lắm, đây rồi. Gì kìa, trên đầu, trên đầu, trên gốc cây. Hướng nhà. Hướng nào, hướng nào. Hướng nào, hướng nào. Ờ, thấy rồi. Nếu cứu được ông bò gốc cây được không? Được, cố bò đi, cố bò đi. Nó bơm máu rồi. Ê, nó lái rồi. Nó lái giết tôi á. Được mạnh lên. Ông nhắm nó chứ, nó đang bắn tôi, ông cứ nhắm thoải mái vô. Nó mê tôi. Sợ ông chết, bắn viên ông chết rồi. Đầu nó bắn máu rồi, lồn này. Xuống 2 viên nè. Nó mua 3 luôn ông ạ. Nếu tôi bắn vô người nó mới viên nữa. Thằng có thằng bịch trái bắn rồi mới chạy. Mẹ. Nguyên trái tôi giết rồi mà, ông ở đấy là ngon rồi. Chết, chết, nằm bị bắn. Ngay, ngay, ngay gốc cây là ngon rồi, ông chạy đi đâu nữa. Do bị bắn nên phải chạy. Chó đeo bắn rồi, chịu vị trí đâu rồi. Mấy lần nào mình mặc hai bộ đồ cây dùng để chú ý hết. Này có chim không?
lộn. Chúng rồi nó còn đứng đó mà. Ê, hai thằng bên trong. Mà không chín đâu. Mày đúng chết từ từ luôn. Quay bên trái không? Quay bên trái vô vòng rồi. Nghe tôi được chạy qua đây thì giờ tôi thấy hai thằng chạy tới thì bị tôi hoảng mẹ luôn. Bắn thằng. Cái thằng này bắn tôi đây hả? Ờ. Được mà. Không. Cái thằng bắn ông ở gốc cây kia. Ở đúng rồi, gốc cây này đúng rồi, đúng rồi. Nói đâu đây là. Thôi đừng bắn, trời đó, trời đó. Chút lên lấy M249 cày chết mẹ nó thì. Cày hết luôn. Bắn một lồn này. Nó bắn tiếng khác á. Còn 4 đứa. Bỏ, coi xung quanh thôi, trời đó. Nó chạy rồi. 4 thằng à. Còn 3 thằng. Lên cục đá phía bên phải, qua cục đá phía bên phải. Ờ đúng rồi, đứng đó, đứng đó. Ngồi bên đây. Trước mặt rồi. Ừ, đúng rồi, đi bên đây. Ở đây người ta nhìn xuyên tường đường này. Ừ, như được. Nhưng mà cỏ cao quá không thấy nữa. Rồi bơm nước không? Bơm nước chạy ra. Cánh trái đông quá. Lấy cánh phải thôi, lấy cánh được. Đỏ nhiều quá. Hên quá. Được rồi. Rồi, lên chỗ cái chiếc bậc đá đập em á. Nằm xuống. Rất rồi. Nó có trước mặt này, nó trên, bên phải không? Đó, trên đó, rồi trên đó. Đừng có ném nhá, nó đang xuống á. Ở đi. Lồn. Ông này có gì vậy? Khi mà nhớ tưởng xuống. Tôi kêu ông đừng có ném bom, đừng có ném. Trừ phi nó bằng phẳng đó, hoặc là nó thấp hơn ông mới ném. Chứ nó cao hơn mà ông ném nó lăn xuống á. Không phải là lăn xuống. Ông tin. Quả đấy ném đẹp rồi mà. Ném ngay người luôn rồi. Thì người cất. Chắc một cái khoáng nó đâu chết rồi. Nó quả đấy rút lộn xuống nó chết mẹ. Vào sang đây. Nếu mà 249 không rút lúc AKS. Bấm số 1, tôi tưởng hay súng chính bấm số 1. Sang đâu vậy? Sang ơi. It's dangerous to go along, take risky smile like lonely. Xem nào, mở được cái gì? Má
lại mở được cái nón. Tôi để dành, tôi để dành tháng rồi tôi mở luôn. Tháng nào cũng mở được có 7-8 hòm gì à? Không, một tuần tuần được 7 hòm. Ừ. Mở được tới 7.000 là hết rồi, không để dành bao nhiêu tiền không cũng mở được cái đó à. Ừ. Nói giờ có 3 hòm nữa. Sáng rồi. Đẹp. Cách gì đó. Anh trọng chỗ đó không không có cái cây đẹp, mấy cái cây đó ở trong vòng thì đẹp. Sáng ơi, sáng ơi, sáng ơi, cho sáng. Gió xe này đâu rồi? Đi, tao đua một trận nữa. Đấy, thanh niên. Chắc quay tay mẹ rồi. Có những người cũng kiểu bật đèn xanh thì hiện cho chị biết, nhưng mà chị kiểu coi như là không biết ấy. Tại vì giống như là nói nhỉ, chị chưa muốn có một mối quan hệ yêu đương bây giờ, tại vì em nghĩ là trong công việc chị cũng đang công việc chị hơi bận, chị cũng đang kiểu nghĩ quá nhiều để cái việc là làm. Súng không lát, nhìn em biết súng ở đâu. Khổ trời đó. Đi, nó đấm nó luôn ạ. À. Sợ thật. Đi. Không có súng chưa? Có, không có súng ngắn à. Đây này, trước mặt tôi nè.
cấm bố mẹ. Cho đứa xuống nhà. Có đứa nhà tôi luôn này, chạy đi ông ơi. Đi đi xuống xuống. Từ từ đâu mày. Nhìn bên đây đã. Xe lại ở bên bên kia, u bên kia. Đi xuống đi. Xuống dưới cầu người rồi. Trong nhà. Trên thang thổ, trên thang thổ. Vãi cập. Đây bên đối diện, bên đối diện. Mày đâu? Đặt hết vậy không? Mình xuống. Má, quên get dot đâu rồi? Quên get dot. List. Nó thấy không kìa, nó thấy không kìa. Ông bắn không? Victor cho bắn. Trời đồ. Victor cho bắn mà. Victor không bắn được. Ông ngồi lại đây, ở đây. Victor không có bắn được, đòi hỏi. Để đón này. Rồi. Ông bắn nó đứng im mà. Bắn bắn cục quay, nó cục quay đuẹt rồi còn chiếc có bình máu bên này nè nè qua bên qua bên bộ kìa kìa nó kìa bộ nó cứu chứ sao ép quá mẹ nó. Đi mẹ có thằng ở dưới nữa cơ. Lỗi nó chuẩn vậy rồi. Dưới đâu? Mà thấy ta. Trong nhà. Má trong nhà luôn. Như phòng đầu tiên. Má con lợn nó chuẩn thật. Hai thằng. Lên cửa hàng luôn rồi, ông cơ bắn. Ông không có cover được. Nó đã ở dưới này rồi mà.
Mấy thằng mê nó. Anh nó lên mẹ của hàng nó giết tôi luôn. Tôi đang bắn hàng lợn kia. Đúng nhỉ? Tôi thấy ông bắn thằng kia còn ai kia bắn mà trúng được con viên là thấy buồn lắm rồi. Nó có cái bờ mà tôi đang chạy lên mà nó đứng Không im không chỗ không. mà ông không bắn luôn. Tôi kêu đừng có lên, nó đang đứng nó nhắm ông kìa. Ông toàn lao rồi chứ Vector không có bắn xe được, xe nó yếu lắm. Nhưng mà nó đứng im, ông bật cái tâm lên ông nhắm nó được mà, nó đang nhắm tôi bắn tôi, nó đứng im mà, im chỗ luôn. Ông bắn phải bắn bắn chung nữa chứ. Không phải ta yếu lắm, bắn có Yếu thì nó yếu nhưng cũng bắn. thì bắn nó có trúng được viên nào đâu. Ông có bắn đâu, ông toàn nằm. Tôi không nghe tiếng súng luôn, tôi đang ép lên rồi tôi lấy cái bờ trên kia, chưa ngồi đấy sao bắn được. Tôi thấy nó bắn ông tôi phải bắn nó chứ, chứ sao không bắn để nó không có trúng. Ông thì cãi ghê. Vector với là Vector nó bắn êm lắm, nó chỉ tập 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 bắn từng viên chứ cự xe nó đâu có xẻ cái rung rung tiếng. Mà lúc sau ông bắn nó rồi nó không có máu nó bơm nó ráng nó nôn ra tôi bắn mới gục đó. Yếu lắm rồi. Những thằng đằng sau nữa đông khỏe liền. Tôi vô giữa rồi, ông ngồi kia. Xuống này đéo có súng nữa. Đéo có súng luôn rồi. Có cái thằng trên máy kèo quá, hiểu quá. Có thằng trên thấp canh. Nó sẽ biết thì sẽ chỉ gây. Đủ quá. Đi, không giết một tim rồi. Ừ. Hết đèn rồi.
chú bắn nó mà nó bế tắc với nó bơm lửa nó tự sát luôn. Còn thằng bên nhà kho ấy, hai thằng bên nhà kho ấy sao? Không, tôi bắn ở ngoài. Từ trước tôi lên sân tờ. Không thấy bạn đâu. Nó chết rồi. Mình thấy không? Thấy không, thấy không? Bộ nó chạy qua cái kho đó. Quá to à? Cái kho này sẽ chết luôn. Đấy, nó chạy qua cái container. Hướng container hướng trong sông luôn. Một viên. Hai viên. Hai viên rồi. Còn thằng ở tháp canh nữa. Tháp canh nữa. Ở Radada chứ quên. Cô vào đi, cô vào đi. Mày không có gì hết vậy? Có bố ít à? Có bố ít chưa? Có rồi. Lên radar đâu nhỉ? Chạy vào trong. Không thấy đâu. Lúc trên sân thượng hết chưa? Súng này ít đạn đấy nhỉ, nhiều đạn. Không bắn này gì? Đạn 5 chủ yếu. Tôi đưa ông đạn 5, tôi bắn 2k. Sao bọn nó bay qua container ta? Tôi hỏi sao bọn nó chạy ra container làm gì hang này nè? Có đồ nè. Mà thay mình lúc kiểu chưa tới đâu. Chính. Xuống nhau là núp. Thấy người núp không đợi người chạy đi mới ké.
thằng này mình chắc ba mình chỉ bắn nó dài bắn rồi. Nó có phụ kiện phụ cúng nhỉ? Có cái tay cầm rồi, tôi dục rồi. Vãi, ông nút ông dục. Không có, do nãy tôi gắn cái khẩu scaler á. Ông thiếu tay cầm rồi. Ờ, hai cây. Thấy, từ lấy. Chạy qua đây đi, check in này. Cẩn thận. Hẹn ở bên đó đi. Bên đó thì ok. Tôi đi xuống trên đồi rồi. Tôi chờ cho ông. Biết chưa? Chưa, đi như chưa. Đây vẫn còn máu, còn đồ các kiểu. Tôi đưa rằng năm này. Chưa ở nhà đi. Còn thấy đâu? Không, không biết rồi. Có đằng máy không? Nhiều thế. Ông có máu chưa? Ừ, có hai bình à. Để cho ông hai bình. Cho tới ít đèn bảy. Bài tôi có đủ bắn à? Nãy cái S đủ bắn à? Bom mình nhặt nhiều nhỉ? Ông nhặt bom không? Ừ, bé cho ông hai. Cho ông ba quả này. Tôi có ngay trái rồi mà. Bốn trái nè. Thêm tới sẽ móc được 5 trái. Đây có mang đoạn này VIP nè em ơi. Đấy. Mình đang đâu cất kỹ. Rồi 6 trái đồ đạn luôn. Đấy, tôi hùng đồ đạn luôn. Nếm tôi vứt ra. Chết luôn. Dòng này đâu có sợ đâu. Ờ, mà nó nãy không chu ở đây nhỉ? Mà ở đây cũng đéo có súng gì cơ. Mang đạn thêm nữa, cái S này đẹp. Ôi, địch là mình mang nó một à? Trên sân thượng cái tòa này tôi đép xuống á, dưới, ở giữa. Sân lần S và G. Này có tiếng bắn trên đồi à? Món hai này. Còn đây, bên đây.
nhập 4 ít nè. 4 ít e rồi vừa. Bây giờ tôi nhập 4 làm K4 ít rồi. Phải lên. Quá, phải đi group. Khổ. Thôi giữ. Gì cần sợ. Giữ 2 cái được rồi. Ừ. Nhà ngoài. Xe đi ấy. Xe tới. Xe dừng lại. Ôi nào trên đồi, đi lên trên đồi. Trên đồi không? Lên lên lên. Nhau đi. Còn đèn. Lên đồi kia hai thằng lù đâu ta chắc là lút nhìn được mất. Mấy đứa này đéo bắn được xe nữa. Bắn vào sau lưng. Ép lên dần, ông ép bên trái đi. Xe máy đâu mày? Nó dừng, nó dừng, nó dừng. Nó xe máy ở đâu ta? Ôi thấy ngay trước mặt mình luôn ông ơi. Ừ. Gần xịt luôn nè. Hướng E tôi nè. Từ 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 từ, chắc nó lút rồi. Ông em không, không chưa 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 chưa. Tính phải mới rớt luôn này. Ông em cover tôi đi, nó mới dừng này. Chờ tôi á. Trước mặt tôi này, nó mới dừng xe. Thấy không? Một thằng. Ê, sau lưng không, sau lưng không? Thằng kia đâu? Dưới cây. Thính Ủa nếu tôi thấy thính nó rớt bên kia rồi đó. Ờ có một quả bên kia, một quả bên đây, hai quả mà. Đi xin 1249. Nó không có gì mà, không có gì với nó lắm rồi. Lộn quá, bắn luôn. Đi, mau về lấy thính bên kia rồi. À.
Như nào tài cấp 29. Ơ từ từ, địt mẹ có mũ 3 quên lấy lộn. Không phải nồi không? Nhanh ông ơi, tính bị lấy bây giờ. Phải nồi hiểu. Điên nhỉ? Sao bởi đâu rồi sao? Kìa thính à, thính à. Ơ, xe chạy ngang quá không lấy à? Nó lấy chắc thính hết rồi. Má ở kia có xe gì ghê quá. Hướng 30 kìa. Thấy nãy giờ rồi. Không qua vào tôi nha. Tự nhiên chạy vào nhà kho mở cửa ra bằng ho bằng đấy đấy cái trên một em á tạo sao ta lấy chết đấy. Sao nó không bắn ông nhỉ? Ừ. Nhát thắc mắc. Biết nó có trồng cửa nó không trồng toilet không? Lên đồi đi ông ơi. Tự tiếc cái thân đó. Ông chạy thẳng mặt con thính luôn. Sợ lồn nữa. Từ từ để tôi xuống 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 đồi tí nữa. Ông đứng ngay này ông mới câu vào từ từ. Tôi sợ lấy rồi chứ. Cái đầu tôi chạy lại, rồi có bằng à. Để tới cái súng nó lò ra rồi. Hình như tôi thấy súng nó lò ra rồi. Không có đi đi, không có đi đi. Mở cửa ra tôi bắn đi. Mở 24, ok. Ép lên toilet không? Ép qua toilet không? Từ không phải từ chưa tới. Có nó trong toilet. Hai thằng. Không có lựu đạn không? Đứng nước hai bên đi, đứng hai bên đi. Đừng có để nó mở cửa. Ừ, ném lựu đạn nha. Ném đi. Ấy. Máy ép tự dục hết rồi ngoài. Ông canh đi, ông canh đi, ném nha. Rồi. Mày là nhóc. Ngáo. Có thính đó mà không dám lấy. Máy tôi chạy tới hai ba lượt rồi mà cũng cũng lơ luôn. Nhát cái lồn. Nhát là phải chết. Đi 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 đi. Xe đi ông ơi. Cần gì xe. Trời ơi. Đấy lồn này. Đấy bộ. Thôi chạy đi chạy đi. Chạy đi. Tôi nhìn. Thank you.
vào đây được rồi. Bọn nó vẫn còn ở cầu sao mà đi máng với Linh à? Vào đây à? Từ từ, xong lên. Xong lên đồi luôn. Chưa đâu, mình phải clear dưới đồi, dưới chân đồi mình mới chạy ra được. Rảnh uống nước không máu đi. Nhiều nước quá để làm gì? Đằng kia có cái xe máy bị ngã. Hướng? Hướng 15-30. Chỗ mấy khu nhà. Hai thằng đó không hết, nếu nó update lên thì chết mẹ rồi. Thôi mà tôi thấy cái xe, chết mấy cái xe. ngay cây lẻ ngay sườn đồi á, trước mặt tôi luôn này. Nhưng mà chỗ tôi nó đang khúc phía dưới cái sườn đồi. Nó bị bắn rồi. Đi, nó bị đằng sau bắn. Lên đồi. Tôi đang lên trên đồi đây, ông đứng đâu á? Đây. Trên đồi nó bắn đó. Từ cam một trên đồi này. Bên đó còn tim nữa hả? Đồ hướng 60-75 á. Mà ông sẽ lần ông bắn ấy. Tôi đang lấy coi trên đồi. Ông lên đây ông coi sau lưng luôn nè. Đi lên chiếm chỗ đẹp không ơi? Hình như tôi thấy nó đứng rồi. Nó phải bắn bố luôn. Solo cái bố à. Bố biết bị solo ta biết à. À nó cứu à. Nó đang cứu. Chạy nó lên. Chạy qua ra thôi. Chạy qua cánh. Rồi chạy thẳng luôn. Chạy thẳng cánh phải tôi á. Cái cầu như bắn tôi sao? Nó đang chạy bom. Ở dưới. Dưới cầu bắn. Như cầu bắn tôi đấy sao? Nó bắn được. Đứng này bên được kia, rồi. Bên kia. Mẹ giờ còn bắn. Đó giờ mày chạy đi, cứ chạy đi con. Đi. Đi ở chỗ này đi ông ơi. Xuống đây với tôi nè. Ông qua khoảng đá bên kia đi. Khoảng đá hướng. Rồi xuống. Càng của nó chạy qua nè. Bên trái chưa biết rồi nha. Đây của tôi ở cây bên phải nè. Cây bên trái này. Okay. Đây có cái thính luôn nè. Thôi. Hướng N. Đây tôi. Một viên. Bắn trúng cây là cũng buồn nghỉ. Rồi. Bên trái. Sao đây? Bên phải ông cờ liệu, ông nhắm bên trái. Bên phải nó không có bắn được đâu. Khúc tăng cây rồi. Nhớ được. Nó không biết ông đó. Biết, nó thấy tôi mà nó bắn tôi mà.
trong Nam Định mình. Mé bên trái, từ bên trái ăn hôi rồi. Mẹ từ bên trái. À nó lên hai thằng rồi. Rẫy chết mẹ nó luôn. Từ từ. Máu, bình tĩnh. À, đèn quá. Cứu mẹ. Chết được hai thằng. Không gắn bố biết trên chi vậy. Lên. Có. Cái gì vậy? Đang cầm đang cầm 249 à, what the fuck man. Thua. Mấy con mẹ rồi. Down. Thua. Má đen gì đâu trời. Má tài ngấu đá. Ngấu đá. Má tài ngấu đá. Nghĩ sao chứ? Đúng rồi đó, đúng cái tên đó là. Má. Sang, mày thấy nào mà cần SKS là bắn cần chiến không? Má. Tùy lúc á, hết súng mình mới lấy cái đó thôi. Không có, ổng có khẩu M249. Nếu nếu cầm má mà quay nồi. Má M249 đi cầm 4x. Má mày chỉ có 4x. Ba rồi là. Ông không thấy tôi sấy 4x kinh à, mẹ sấy gục thằng ngang luôn. Cục có red dot là ông sấy chết hai thằng rồi. Ủa xe đâu? Chơi tôi luyện lấy sổ cái. Kẹt. Lấy sổ đi ra đi mày, ao rút đi. Kích. Thì nè, sắp sáu lừa mươi rồi, tại lừa mươi các bạn. Mọi người có ai lấy áo này thì inbox cho Giao nha. Vợ chưa ngủ nữa. Will đi rồi. Tôi ready không được. À đây rồi. À, đèn quá. À, từ đừng chưa có clear ông đừng có bắn vội quá. Nó lộ vị trí hết. Không có, giờ nó nhắm tôi rồi. Cái chỗ vị trí là đúng đẹp cho nó luôn á. Nhưng mà ông bắn bọn nó thì bọn nó phải bắn ông, bọn nó phải chạy vòng mà. Ừ. Giờ nó bắn là tôi phải núp, mà tôi núp là tôi chia lưng cho tôi. Tại ông bắn bọn nó xong rồi bọn kia nghe hướng súng nhìn vào ông là thấy ở sườn. Đầu thì đừng bay sao xa xa tí xa quá rồi đấy. Mà chân nào cũng đi mà chân nào anh em mình cũng đi vào cuối đen rồi. Mấy cái trận lúc ở đồng bo nhìn nếu cũng chơi luôn này, nó chạy với cái đồng to trong khoát thế được chạy vào được ấy.
cái đồng thấy hấp dẫn chơi. Mình lên còn vô cấp 10 không rồi. Cấp 3 cao nhất. Đây là cấp 3, cấp 4. Nếu có xe. Ok, fine. Bên kia có xe không ta? Tôi lút 4 nhà đưa này chưa. Giờ này xe nó đi đâu á? Có một chiếc. Và chúng ta hay nhà vệ sinh ấy kìa, hay cục đá lùn đấy gì đấy. Mà tính ra tôi bắn SKS quả đấy, nhưng mà bấm nhanh được nó cũng chết mà. Sao nó không chết ta? Đấy, chứ vào cuối thằng này cũng giúp 2, giúp 3. Tại tôi spray rồi nhưng mà nó... Với lại nó ra một viên. Tôi thấy có cái cặp, trộn lắm đấy. Tôi bắn chết mẹ nhầm súng rồi là tôi đổi bắn nhấp này. Không kịp. Tôi thấy ông bắn cái cặp rồi xong rồi xác định mẹ luôn. Tôi bình tưởng thì cái M29 sao lại không có ô tô. Thua. Tủ túng vãi màu. Bao đây là đéo ai vô chơi với mình rồi đấy. Không có lút thoải mái đi. Không có người rảnh hé vô đó. Bắn không được. Cháy lên đi lửa thiên cao nguyên. Nói để ý tầng quái này cũng có... Chuyện có bê lô ba. Sao ra bộ người cây không? Đừng lấy nữa ông ơi. Nếu lấy tôi lấy chưa? Đấy là nếu là lấy cũng chết. Kiểu như nó tập trung cho tôi. 10 lần nữa. Nó bảo thằng con khỉ, nó báo thằng con khỉ dễ hơn. Thằng con khỉ đang chạy kìa đâu. Nằm xuống liền. Rồi, không cầm khẩu SKS đi, tôi cho full đồ chơi. Có full đồ chơi SKS đâu. Sai lần không? Không có sai lần. Hay giảm dịch. Không. Có cái băng đạn thêm này, chiếc bát tay cầm. Cái nòng nữa là đủ full bộ. Nãy gắn cái nòng mà bắn nghe sướng vậy. Địt. Nòng chống giật rồi. Còn mình có xe gì? Như có rồi. Đéo nó có một khẩu AK và 40 viên đạn này. Má, bên đây đúng nghèo luôn á. Đéo bao giờ qua đây nữa. Hai xui quá. Bên đây lần nào tôi qua nó cũng có 1-2 khẩu súng. Nhiều. Nhà số không đen rồi. Má thịt luôn á.
Mấy ông 40 giây. Cái gì vậy? Anh chơi gì hợp kẹo mua được kìa. Cái băng đét không chị? Cái file. Ừ? Nghe đi súng không ạ? Tôi bắn ai? Để bắn phá cửa. Phá bãi liền. Trời đủ không có cái gì má. Trời này nút keo. Còn bán 14 không? Không. Có khẩu AK nào mà đâu? AK à? AK tôi đang cầm này. Mà nếu đặt nãy giờ nút được 70 viên đạn 5. Đạn 7. Không bán đạn 5 không? Tôi đưa ông... Đạn 5 tôi cũng nhiều mà. Đường scaler nó đã nằm nhiều lắm. Không bán scaler đi chứ. Giờ tôi có 90 viên đạn 7 nè. Ờ để tôi tổ qua scaler. Qua tới không ơi. Mình thấy có xe không? Có. Suzuki ở đây nè. Có nước cà phê chưa? Rồi. Hẹn được cái 4X. Để trên kia rồi. Ở đâu? Đi từ trên. Vèo kìa vào trong. Đi thẳng luôn. Cái nhà có trên thượng á. Thế à? Ờ.
nhặt luôn đi. Móc móc lung tung mình đứng đây mình làm chùm con mẹ luôn đấy, phải lia thì mẹ phải 5-6 tim chỗ này được, cứ chạy cái xe được khác. Có tay cầm không? Đây đây đây. Trong nhà này à? Kìa trong nhà kìa. Một thằng, một thằng. Vừa vào nhà. Hai thằng. Kìa lên, kìa lên. Không, từ từ từ. Lộn mà nó kẹt bắn vào thanh sắt không à? Lộn. Đưa biết nó hơi bị xuồng. Thấy nó bị bắn nè. Đi đi, lên lên, ép lên, ép lên. Nó bị hơi bắn. Nó bị thằng này bắn. Thấy không? Không không. Không không. Hai team đang bắn nhau.
Nó quay đây nhỉ. Xin ngủ rồi. Chiều chiều nó mới thở. Lỡ thấy đầu luôn á. Nó bên đây rồi. Hướng nào á? Qua bên tôi thì mày thấy cái hướng trước mặt tôi luôn. Nó chạy vô nhà. Ai rồi vô bê 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 cái này đây ra yếu 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 hàng yếu em lên ông quen trái rồi quen phải nha. Đi, té rồi. Tôi bị té. Ai rồi té. Đó là không thấy. Một phần. Từ từ nha. Hồi nãy có một thằng chạy ra doanh, con nữ rồi chạy ra doanh. Còn một đứa thôi. Hồi nãy có một con nữ nó me hai thằng này. Cái này hai thằng đúng không? Hai thằng. Hồi nãy có một cái con. Tôi theo dấu nó tới cái nhà trắng này nó mất tích rồi. Ở trên lầu. Đéo lầu. Ngoài nhà trắng, chiếc nhà trắng, chiếc nhà trắng này. Tôi nhớ tôi thấy nó đây nhà trắng này. Nó chạy tới đây xong nó mất tích luôn. Ê, nó bên trái. Không phải cái con mà cái thằng. Phía bên trái mình này. Phía bên trái mình mới đâu. Ui, nó bắn rồi. Đây trên lầu, trên lầu. Hướng nào. Rồi. Còn đứa ở ngoài nữa. Đấy, nó chạy vô rồi. Nó chạy vô cửa rồi. Em xác, tôi bỏ máu coi. Nó lên lầu 2 á. Đến tính rất lẹo này vô. Lầu 2 cửa sổ bởi cái. Chết mà. Nếu kèo rồi. Có người tới nữa. Rồi. Còn thằng khác nữa. Của team khác tới. Từ nha. Nó đi rồi. Một thằng trên lầu này nè. Một thằng nữa. Nếu ông ném đầu đàn là chết này kia. Chết thằng tôi bắn gục. Dạy à, sàn có gỗ gõ mày tắt mấy kia sang hai dân mùa tè đâu quá mấy nếu để mà chết con đứa này rồi buồn rồi. Cái tiếng mở đúng không vậy?
Phù này chiếu sườn. Tôi có A đắp đưa em rồi. Cái gì? Chết đẹp. Sao không nuốt thằng này? Sao ông đi nuốt thằng kia? Tại sao? Bộ gì? Đi ra ngoài kiếm thằng bà 24 cho tôi đi. Không bắn xe lần không? Đâu. Rồi nó bắn máy chứ. Xe lần tôi bắn vào 16. Rồi. Thơm. Đi không được rồi. Tôi thấy cái thằng đó, cái con nhỏ hồi nãy nó bắn rầm liền rồi. Múc con đồ bên kia đây nhiều nhà quá, hai đứa đứng đây thủ đi, nó phải chạy vô vòng. Nó vô nhà trống vàng này. Chỗ này hơi trống. Em thích vô nhà thủ. Không thích ngồi đây. Ngồi đây cũng được. Lớn. Sau lưng mình nữa. M24 á. Thấy ít kể gì. Mấy chỗ này bị cái đồ của mình nhìn lên. Cái đồ của mình á. Lên cái đồ đấy không? Đi, có cái đồ của mình đi. Cái đồ của mình mẹ nhìn ra đây mẹ trống mới liền luôn. Cẩn thận là sấp mặt luôn đi. Cái đồ đẹp lung lên. Đây các bạn làm thêm một cái đồ để chỗ này không lấy chưa? Đây rồi, đây rồi. Chú, mấy bỏ em đúp liền ha. Sao lưng mình này? Từ từ, mình check phía cái E trước đây. Rồi tụi nó vô hết rồi mình vô. Đằng xa có một chiếc xe đậu. Đợi E60. Thấy có thằng luôn kìa. Nó nằm kìa. Ừ, 75. Một viên. Một viên chỗ đâu. Ở đi, bỏ cây mẹ rồi. Lồn. Một viên. Nó thấy mình rồi. Bố thì thôi, bố đéo chơi với mày nữa. Để yên tao bắn á, con chơi chỗ khác. Hay. Easy mà. Lột, bỏ bỏ cái. Muốn địch con mông khói chạy gì á. Ê, còn con thằng nữa. Chết nữa. Hướng nào ấy? Cây bên trái á, cây bên trái hướng 60-75, giữa 60-75. Có cái xin lần. Đi vô nhà. Kìa đó. Nhà. Thủ dâm. Còn sau lưng mày không bắn chết chưa? Chưa. Nó mới bò tôi bắn tóc rồi. Được tôi có xe lần tôi bắn nha. Ê kìa, hai thằng kìa. Hứ? Trước mặt mình. Một đứa. Nó bị đằng sau bắn nữa, nó bị đằng sau bắn nữa. Nó thả khóc cây. Rồi. Không. Nằm. Vô. Nó chết rồi đúng không? Chết rồi. Đi. Trong nhà có người nha.
nhiều trước mặt không được. Nó làm gì rồi, nó làm gì rồi, nó di chuyển rồi. Hai thằng luôn, hai thằng luôn. Tướng clear rồi. Tấm nhà, tấm nhà. Trời ơi. Trong nhà nó nhìn lên rồi. Không coi sau lưng. Sao tưởng clear rồi ta. Trời ơi còn. Cay. Cay thật. Lột má tầm đấy vẫn còn. Má một này nhiều máu đấy. Nó mới chạy vô, nó chạy vô. Từ 18 tuổi đến ta yêu anh hay chưa? Anh luôn lại mình chạy luôn thì ngon hơn. Cũng xong chạy luôn chạy dưới. Có nghe nghe mọi người nhìn qua nhìn là thấy nghe đúng quá đẹp luôn mà với một cái lưng cho nó ăn đi ngủ cơ ơi. Điện thoại cho anh. Giữa đông có liền ra luôn. Có một thằng bên kia tưởng có tôi săn ra đây. Phải có người à? Chạy xuống này. Đừng có chạy ra.
Có xuống không? Rồi, nó không rồi. Để tôi, nó đâu ạ? Đệt. Chưa kịp bắn viên nào. Hết 12k nào. Easy. Chui nhà tôi làm gì? Bán lòng chứ gì? Tôi may tôi phản xạ chậm này, tôi phải nhanh là phơ luôn. Chưa lút hết cho mày. Mới lút được khẩu súng mà thằng cung nó chạy như thế. Cho hơn nhiều ra. Nó giết hai khẩu sắc hình luôn. Lợn. Sao gì? Má nó qua bên mình rồi luôn ạ. Kẹt. Không phải coi chứ. Vậy. Không, tôi đang coi, nó chạy qua đường không thì tôi bị bắn. Ngay nhà đấy đúng không? Nhà ở sân thượng ấy. Nhà ở giữa ấy. Bắn đi nha, tôi đi mua đồ tí. Ừ. Cố gắng xem. Là clear. Ơ sao tôi thấy tôi còn chưa chết kìa. Hai biết easy vậy. Bắn đi. Mua đồ tí.
được. Đấy đâu à? Tại đi mua đồ gì á? À, đánh đây giờ được con. À, xe là thuốc rồi. À, bơi 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 khó vậy nồi rồi luôn.
đến với mấy người kia. Bảo khó luôn. Mình cấp 35 đến đến cấp 50. Đó, thang đường thằng mừng phải phải lòi. Ông cũng sung lắm. Xe không được ta. Chưa chết rồi ông. Chưa rồi, chết rồi. Còn một tiếng kia nó, mà nó lì quá. Lấy giờ bắn nhau một tiếng nữa chưa xong nữa. Không không, cái tim hồi nãy bay giết ông tôi giết nó rồi. Còn có một tim mới tới, từ đồ nhảy xuống, nó chui vô cái nhà hai tầng nó kem mẹ. Tính móc bên phải đó, nghe tiếng súng bên phải thuộc vợ luôn. Gì hai thằng con lợn đã chua đời nhanh thật. Mình xem nó ở đâu mà mình bắn. Mấy thanh niên giờ có chiêu mẹ nút xong mẹ có súng mẹ cứ chui vào nhà giữa đóng hết cửa lại xong lên đầu thủ chật vậy. Đấy, 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 trong đây đấy. Đất được không? Có người hay sao? Chó bên đường không biết nó rồi. Có nghe tiếng. Chúng ta thập tám viên chiếc từ hai đứa mình đấy. Thank you.
chết. Bắn cửa ra đéo chết. Hết đạn luôn à? Ừ, hết năm rồi. Năm có bê được gì rồi. À, thanh cục rồi. Thanh cục rồi. Bên súng tôi nhiều đạn lắm mà. Chẳng mấy không à? Chẳng năm. Trời ơi, năm có 20 viên. Nó ngồi im để uống không bắt. Nó vừa di chuyển luôn. Hàn Quốc à? Sujin Sodo. Không mở đánh đất này kìa. Xoay lưng ông xoay đi đâu vậy? Ủa xoay đúng lắm mà ta. Hả? Xoay đúng rồi mà. Ồ, ý là lúc mà ông giết cái thằng kia xong thì ông cứ xoay, ông xoay thêm một vòng ông mới bắn thằng kia. Không có, giờ thằng kia nó nhảy qua người tôi á. Con lợn kia vào chưa mày? Đang ngủ giờ ngủ. Báo thêm dáng đi. Ê, ê, đông rồi. Mình bán này tao 1 nha. Tôi mới đi mua hàng về rồi. Nó chắc mua tiền sang á. Nhưng mà phiến tao bánh nhỏ lắm mà đà. Họ ý thêm nhỏ. Nhiều rõ lắm xem này. Vì chỉnh lại thôi. Voi đâu ta?
input game đấy nhỉ, thôi còn output rồi được chưa? From Japan, players.